Vâng, chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Nam Tép nhé. Trước khi đi vào vấn đề thì Nam Tép xin mời tất cả các bác ai chưa click vào cái nút đăng ký theo dõi kênh của Nam Tép thì xin mời tất cả các bác chúng ta click vào cái nút đăng ký theo dõi kênh của Nam Tép. Và hôm nay em xin giới thiệu các bác một cái siêu phẩm loa màu web hàng cực kỳ cao cấp. Thực sự đây là cái lô sản phẩm phải nói là cao cấp nhất của thương hiệu màu ép đến từ Đức. Thì như các bác đã biết là hôm trước em đã bán một lô 70 đôi loa màu ép model là TS12 gần cao su. Đó là một cái loa của cực kỳ hay, sức tiêu thụ quá nhanh luôn. 70 đôi mà bán trong vòng chỉ có một thời gian cực ngắn thì đã hết. Thì rất chi là may thì cuối năm này em lại về tiếp được một lô này. Số lượng nó không có nhiều, nó chỉ có 10 đôi thôi, 10 đôi. Thì hôm nay vừa mới cập bến thì em chiều nay em đã cho thợ vệ sinh và hôm nay lên sóng tối nay luôn để giới thiệu tất cả các bác. Thì cái lô sản phẩm này đây là cái hàng cực kỳ chất, phải nói là cực chất luôn, và giá của nó cũng rất chi là ok. Trước khi đi vào chi tiết sản phẩm thì em xin công khai cái giá bán của cái loa này là giá 10 triệu đồng, 10 triệu đồng các bác nhé, 10 triệu đồng trên một đôi. Thì chút nữa chúng ta sẽ đi vào chi tiết nội thất của nó xem có xứng đáng với 10 triệu đồng các bác bỏ ra không. Khẳng định rằng là các bác khi đã mua những cái sản phẩm như thế này, các bác sẽ xứng đáng từng đồng tiền các bác bỏ ra, không hề lãng phí. Gạt chúng ta hãy bỏ ra ngoài cái suy nghĩ thứ nhất là loa có xịn hay không, hàng nhái là hàng Trung Quốc hay hàng gì, các bác bỏ hết ra ngoài, vì đây là một loa cực kỳ xịn. Và thứ hai, với cái giá tiền 10 triệu thì các bác mà ăn phải quả lại nhái thì có lẽ hận cả đời. Em cũng không muốn rằng là cái người mà để các bác hận, cho nên mà chắc chắn rằng đây là những cái loa xịn và cực xịn em mới dám bán giá 10 triệu đấy. Mà thực sự đây là cái loa xứng đáng với từng đồng tiền các bác bỏ ra, 10 triệu đồng đấy. Thì về trước mắt về thùng loa thì đây, trước mắt đây là đây thùng nó cao tầm khoảng 60 phân, chiều cao hơn 60 phân, bề ngang nó khoảng 40 phân, bề sâu của nó hơn 40 phân nha các bác nhé. Thùng loa cực kỳ sâu, nếu các bác nhìn thấy cái thùng không, thùng rất sâu đấy, các bác thêm chiều sâu của cái thùng nó là hơn 40 phân, tầm 45 phân chiều sâu. Cho nên mà cái thùng mà nó sâu như thế này thì cái tiếng bát của nó ra thì mới là đã cực kỳ lực luôn. Mà kiểu thùng cân này là cái kiểu thùng cực hay, các bác biết rồi, loa thùng cân tiếng sẽ hay hơn là loa thùng phát. Loa thùng phát bát sẽ làm monitor thì ok, nhưng mà tiếng bát và tiếng lực sẽ không bằng thùng cân. Đấy. Về thùng loa này, thứ nhất là chúng ta sẽ xem cái phần phía sau loa, về chạm loa thì đây, cái model của nó là model VH12, VH12 và công suất của nó là 400W một thùng các bạn em. Loa bát 30 nhưng mà công suất là 400W một thùng, thậm chí loa bát 40 cũng chưa chắc, có nhiều loa không có công suất là 400W, nhưng đây con bát 30 mà công suất là 400W một thùng, công suất tối đa đây 1600W đấy. Đấy, toàn bộ cái khu mặt sau này có thấy không? Là cái ma là nó cũng làm một cái khu chạm loa phía sau, nó là một cái miếng nhôm và in toàn bộ cái thông tin lên miếng nhôm này, thằng nhìn rất chi là xịn sang chảnh đẹp đấy. Ngoài ra nó có số seri, nó in ngay ở phía đây chọc đây, thì nó kiểu đặc trưng của màu ép thì nó có cái kiểu in số seri phía sau đây đấy, có in số seri. Và cái loa này sản xuất năm 2013 các bác nhé, cùng lô với cái đọc cao su hôm trước là sản xuất năm 2013, tháng 8 năm 2013 đấy. Đấy, các bác thấy không, toàn bộ những cái con ốc của nó này, là ốc đều mạ chrome, rất chi là sáng đẹp, chưa có hề bị dỉ xét đấy, các bác thấy không, dỉ xét không có con ốc nào dỉ xét đấy. Đây là nó khác với những cái dòng xịn từ cái con ốc hàng nhái, nếu những hàng nhái từ con ốc của nó cũng là con ốc để dùng một thời gian tự nó sẽ xét, nhưng con ốc này đang còn rất sáng, các bác thấy không? Những con ốc chiều loa này đang còn sáng, rất sáng, và thùng loa cực kỳ đẹp đấy, không phải em chọn đâu nhá, toàn bộ như thế. Các bác chờ em một chút, vì là lô này cùng một model này nhưng có hai kiểu như thế này, để em lấy một cái thùng nó sẽ có kiểu chặn loa khác để em giới thiệu các bác. Em vừa lấy vào một cái thùng nữa thì cũng giới thiệu các bác là cái lô sản phẩm này nó có hai loại đít nhá, một loại đít như thế này và một loại đít như thế này.
kiểu chạm loa, nói như là cái kiểu chạm loa đều là hạng xịn cá. Về ruột nó không khác nhau gì, về ruột bát tép phân tần không khác nhau một cái gì, thùng không khác, khác cái chạm loa này, nó đều là model VH12, cung là cũng năm sản xuất 2013, cái lô này lô sản xuất là tháng 6 năm 2013, còn lô bên này là sản xuất tháng mấy đây, lô bên này là sản xuất vào tháng 8, lô bên này là sản xuất tháng 8 và lô này là tháng 6. Thì hai cái model này là giá tiền như nhau, giống nhau, thực sự là thế, nó chỉ khác nhau cái chạm loa. Thì em cũng chỉ giới thiệu cái điểm khác nhau duy nhất giữa hai loại này, giữa hai cái loa này, khác nhau cái chạm loa. Thực ra là cùng model nhưng mà nó sản xuất hơi lệch nhau một tí, thì nó có cái model nó khác nhau một tí. Thì đây, cái này là công suất cũng 800W này, tối đa là 1600W này, tần số là 50-20K này. Thì bên này nó cũng thế, toàn bộ các thông tin của nó là đều giống nhau, model giống nhau. Đấy, không có sự khác biệt các bác nhé. Cho nên mà khi bán thì em cũng sẽ là bán giá hai con này như nhau. Nếu như mà bình thường bác nào cái model này thì nó chỉ tầm có khoảng 3 đôi loại chạm loa màu đen này này, nó tầm có khoảng 3 đôi. Cho nên mà nếu như các bác không dặn lấy loại nào thì em sẽ bốc ngang nhé. Các bác dính cái nào thì bác dính, thế còn em cũng không ấy. Còn bình thường là bác nào mà dặn kỹ thì bác dặn lấy loại nào thì em sẽ lấy đúng cái loại đó cho tất cả các bác. Đấy, cho nên mà cái em chỉ giới thiệu cái phần sau này nhá, phần trong thì nó giống nhau em không giới thiệu nữa. Thì đây không khác nhau gì nhá, em chỉ nói là giới thiệu khác nhau là, còn trong là giống nhau, đảm bảo tất cả là giống nhau. Và đây phía trước loa, em soi tiếp vào phía trước của cái loa này, phía trước loa này là lưới, cái căng lưới có một lớp lưới phía trong giúp là ngăn bụi vào trong màng loa. Đấy, rất chi là đẹp. Đấy, không có bị bụi vào trong, cho nên mà loa rất dùng cũ nhưng mà không về bị cũ, tháo phía trong và rất rất đẹp, gọi là bề ngoài thì nhìn xấu xấu bẩn bẩn nhưng vậy trong nội thất vẫn rất chi là đẹp. Đấy, chúng ta vẫn nói thế. Còn tiếp theo em để ý phần nội thất cho các bác xem. Đây, thứ nhất đây là cái thùng em đã tháo ra rồi, cái thùng đã tháo ra. Thì thứ nhất đây là thùng gỗ nha các bác nhé, không phải thùng giấy, thùng gỗ. Đấy, đây là cái toàn bộ đây là thùng gỗ hết. Các con ốc bát lo đều có các cái eco với trong, đấy là bát lo dây điện và cái phân tần này các bác thấy này, cái phân tần trời ơi khủng khiếp luôn, chưa bao giờ, cực kỳ khủng luôn. Cái phân tần để em bật cho các bác xem, đây cái phân tần của nó đây, khủng luôn. Đây này, qua đây này, wow, một găng tay của em không hết cái phân tần, cực kỳ khủng. Lấy cái này. Đấy, chúng ta thấy là cái phân tần nó quá khủng luôn. Mình cái cuộn này là cái nắm tay của em mà cũng không chứa hết cái cuộn này, đây là cái cuộn cảm này. Đấy, toàn bộ trên phân tần thì nó đều có các cái số series, đây cũng có số series, số in ngày tháng sản xuất ở trên phân tần. Đấy, toàn bộ là nó đều có. Nó đều có hết. Và đây con đều có số, cái đều trợ sứ, tất cả mọi thứ linh kiện nó nhìn rất chi là khủng. Và cái phân tần này thì các bác nhìn thôi, cực kỳ khủng. Hôm trước cái loa kia nhìn đã phân tần cũng rất chi là khủng, nhưng gặp cái con phân tần này to. Đây em đo lại này, cái găng tay của em không hết cái phân tần nhé. Đấy, to như cuốn vỡ, thực sự là to như cuốn vỡ học sinh. Đấy, nó thấy cái phân tần kinh khủng không? Và đặc biệt cái con cái dòng loa này á, em chia sẻ các bác một cái điều rằng là cái con bóng đèn này này, em trước đây cũng không nghĩ là cái bóng đèn nó có tác dụng gì. Hôm nọ em cắm loa nó bị hú mic, em phát cái đèn này nó sáng lên thì em nghĩ rằng là bị cháy, nhưng mà thực ra nó không bị cháy, không phải bị cháy cái bóng đèn này. Đấy, chúng ta để ý cái bóng đèn này, bình thường nó sẽ không sáng nhá, bình thường bóng đèn này không sáng, nó là cái kiểu bóng đèn đấy, nó là cái bóng đèn luôn đấy, thực sự nó là cái bóng đèn chứ không phải là cái cầu chì như chúng ta nghĩ nhá. Đây nó là cái bóng đèn đấy. Cái bóng đèn thì khi mà
Cái bóng đèn này có tác dụng là khi mà chúng ta mà bị hú hoặc là công suất quá tải ra lò tép thì cái bóng đèn này có, nó sẽ có tác dụng là nó phát sáng, nó sáng chóe luôn, giống như đấy, nó sáng thì để nó triệt tiêu cái công suất để không đưa lo chép và bảo vệ lo chép đấy. Phía cuối video em sẽ cho các bác xem cái đoạn mà hôm trước em cắm mà nó sáng, tức là nhìn trong thùng lo nó sáng chóe luôn cái thùng lo luôn, nhưng tưởng là nó cháy từ trong rồi, nhưng mà không phải cháy, là do cái bóng đèn này phát sáng mà tép vẫn không bị cháy, rất chi là bình thường. Đấy, là do cái bóng đèn này. Cái video đó tí là phần cuối của cái này em sẽ cho các bác xem cuối nhá, cực kỳ là lợi hại luôn. Cái bóng đèn này nó có tác dụng là nó triệt tiêu cái công suất dư, cho nên mà các bác khi mà chúng ta mà cắm mà không may ví dụ như hú mà quá tải quá công suất thì cái bóng đèn này nó sẽ sáng để nó triệt tiêu, tức là nó tiêu hao cái công suất lên để nó đưa cho lò tép bảo vệ lò tép, cực kỳ là hay, công nghệ quá tuyệt vời luôn. Cái bát lò này nó thấy em tháo là toàn bộ cái lót bát lò này à, nhìn kinh khủng không các bác, thấy cái bát lò nào mà nó khủng khiếp như cái lò này chưa, nhìn không đảo wow. Bát 30 mà nhìn kinh khủng không, cái từ này cái xương đó, xương này nhìn quá khủng khiếp luôn. Con nội em nhá hình như một số người có giật mình, nó chưa bao giờ mà thấy một cái bát lò mà nhìn nó khủng như thế này, nhìn cái từ nó cũng làm rất chi là kinh khủng đấy, toàn bộ đấy, hàng xịn của nó đấy. Bát lò này này cái không phải là để chuyện gì mà em tháo hết cái này đâu các bác ạ. Em tháo như thế này là có lý do, đây là các bác chẳng nhìn ra ngoài sân nhà em đây này, đây toàn bộ lò nhà em, thế này em ngoài sân này, đây này em đang tháo hết ngoài này này, đấy em để hết ngoài sân này, đấy em thấy em đang để hết tháo hết ngoài sân. Vì cái lý do em tháo là vì là vệ sinh thùng, vì là hôm trước các bác nào xem kênh của em là biết là các cái thùng này về em sẽ vệ sinh hết, tức là lấy nước xà bông, lấy nước xà bông xong mà thấy nhỉ, căng sẽ lấy nước xà bông thấm vào đấy và lau sạch ở bên ngoài này này. Đấy, lau hết ở bên ngoài này đi, lau sạch luôn thì thùng nó mới trắng sạch như thế này, chứ còn bình thường cái thùng nó không đẹp như thế này nhá. Còn cái lô này thì hàng quá đẹp luôn, em không cần phải chọn, em bốc ngang ấy. Đây này, tất cả các góc cạnh em đã vuông rét, không có xuất vỡ gì hết, toàn bộ thùng này, như thùng này cũng thế. Quay đi trời, đấy toàn bộ đây, đấy, các cái mép góc của nó đều vuông hết. Như cái thùng này em vừa ra em bê vào này, bê vào cũng rất đẹp, em không có phải chọn, em bê ngang nhé, em bê ngang đều rất đẹp, các cái thùng đều rất đẹp, rất đẹp, không có cái thùng nào bị xước vỡ gì hết, thùng đẹp hết các bác nhỉ. Đấy, toàn bộ là thùng đẹp thì đây, và cái thùng em quay tiếp cái bát lo này này, ôi quá nặng luôn, bát lo nặng kinh khủng, nặng đấy. Này các bác nhìn cái gân lo, gân đây là gân dầu ấy, gân dầu ướt đang còn rất sạch, các bác sờ này dính này, đang còn dính cả dầu đang còn đấy. Có một cái điều khá thú vị rằng là rất nhiều các bác mua loa gân dầu nhưng mà các bác không biết rằng là gân dầu nó có tác dụng gì cả. Các bác về bác bảo là ga loa của em đã thay gân rồi, thay gân rồi, nhưng mà tại sao bác biết, và sờ là kêu chưa khô đang còn dính như này, vô lý. Nếu cái điều rất chi là buồn cười, các bác không biết rằng đây là cái dầu dưỡng gân, nó luôn luôn nó ướt như thế này để cho cái gân nó mềm mà nó bảo vệ gân. Nhiều bác về nó thay gân rồi, thay gân sao biết, sao ở đây là được gân keo gắn chưa khô, các bác có lấy máy sấy tóc sấy cũng không khô được, chứ đừng có nói là để đây là zin của hắn nhé. Các bác để ý các bác này này, thứ nhất cái màng lo này là màng lo xịn, nhìn xịn nó sẽ khác. Thứ nhất là lo màng lo này, màng lo của nó là xếp, toàn bộ gần giấy của nó là cái kiểu nhám nhám như thế này các bác nhìn này. Thứ hai là kiểu dốn lo jean nó phải như thế này nhé, kiểu dốn lo jean
họ làm rất đẹp đó, để cái đường keo có máy làm cực kỳ đẹp. Keo cổ loa này đây, hơi tối tí, keo cổ loa đấy, cổ loa nhện loa toàn bộ là zin hết, nó sẽ như thế này các bác nhé. Chút nữa em sẽ chụp hình để em đăng lên Facebook của em, bác nào mà cần xem rõ cái cổ loa nó như thế nào và nhện loa nó như thế nào thì các bác lên đó bác xem nhé. Vì em quay thế này cũng không được rõ lắm. Đây, cái chữ số series các bạn ghi trên đây là đây, đây cho nên là 150613, tức là sản xuất ngày 15 tháng 6 2013. Đấy, nó là mục đích là thế. Đấy, hàng cực đẹp luôn. Này, bát loài nó tháo cái này có 10 đôi các bác ạ, 10 đôi mà em chỉ cực đăng lên giới thiệu các bác thì thằng em nó đã bán nó 3 cặp rồi, còn có 7 cặp thôi, nhưng mà chắc có lẽ là nhanh hết thôi, 1-2 ngày là hết tất cả những lô này. Đây, các bác thấy loa cực kỳ đã, và nhìn thấy cái từ này là mê luôn, em nhìn thấy cái từ này là em rất mê. Đấy, đây là bát loài nha, và tiếp theo là test loa này. Đây là tép loa này, thì tép loa thì nó cũng cái kiểu dáng đặc trưng của loa màu web, nó vẫn là cái tem như thế này. Tép loa thế này, tép này tép từ từ 14 nhé. Tép này côn chắc là 50, em chưa tháo côn ra bao giờ vì là thực ra là chưa có cái tép nào bị côn cháy này, cho nên cũng chưa tháo. Nhưng cả cái lô này là 70 đôi, hôm trước 70 đôi cái lô này cũng thấy không có một cái tép nào bị cháy, không có cái tép nào, cho nên mà em cũng chưa tháo, là không biết là côn nó bao nhiêu, nhưng mà theo nghĩ là đối với loa công suất như thế này thì côn nó phải là 550 chứ không thể là 450 được, côn là 550. Loa là công suất khá là lớn chứ không phải là công suất bé. Đây các bạn thấy tép, phễu tép là phễu 320 nhá, phễu 20. Đấy, trên phễu đều có dập chữ MUF Audio. Đấy, nó cũng giống như cái model hôm trước em bán là cái model TS12, model này nó cũng kiểu phễu và tép nó cũng giống, khác nhau là phân tần chất hơn, bát loa chất hơn và tất nhiên là nó sẽ phải chất hơn. Rồi nhá, em xin tạm video đây nhé. Sau khi các bác xem, các bác thấy cái loa này nó có chất không ạ, có xứng đáng với cái số tiền các bác bỏ ra 10 triệu không? Thực sự là xứng đáng, nhưng khẳng định là xứng đáng, khẳng định nó xứng đáng hơn B3 nhiều, chất hơn B3. Và cũng bật mí các bác là sắp tới em sẽ về 200 đô B3, 200 đô B3 X12i nhé. Và tiếp theo là sẽ có, tiếp theo là sẽ về gần 200 đô B3 BMB 5000, cái loại mà gần 60 triệu một đôi ấy, em sẽ về gần 200 đô nữa. Nhưng này mà cũng rất là cái bật mí cho tất cả các bác biết rằng là sắp tới là em sẽ có rất nhiều hàng để phục vụ các bác. Cho nên mà nếu như bác nào trường hợp không mua được loại này thì các bác xin mời các bác chờ tiếp lô sau của em. Em sẽ rất nhiều hàng để phục vụ tất cả các bác. Vâng, cảm ơn tất cả các bác nha.